Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là mình làm clip này để giới thiệu đến cho mọi người cái mic trợ giảng. Hiện tại mình mới đầu tư một cái chiếc mic trợ giảng này. Nó có mic trợ giảng của mình. Đây là mic trợ giảng Sidu này của mình. Có hai loại, đó là mic trợ giảng có dây và mic trợ giảng không dây. Hiện tại thì mình đang dùng cái mic trợ giảng là có dây, mấy nữa mình sẽ mua thêm một cái không dây nữa. Thì mic này các cô giáo cấp 2, cấp 1, cấp 2, cấp 3 về sử dụng hết. Bây giờ hiện tại là trường mình sử dụng hết để dạy, bởi vì các mọi người đứng 8 tiếng một ngày không phải nói, rất là đau họng, rất là muốn tiếng Anh, để vừa phải hoạt động nhiều, vừa phải nói nhiều nữa. Nên là cái mic này hỗ trợ mình rất là nhiều. Trong một lớp những gần 53 có 30 học sinh, có gần 60 học sinh. Thì mic này có sử dụng cho dạy từ giờ dạy ra thì có những người đi tour chẳng hạn. Mic này, mic Sidu này có dây này thì giá của nó là 550.000, còn mic không dây là giá 650.000. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì mic Sidu này có thể này dùng mic này phát loa được đúng không nhỉ? Có USB cắm để ghi âm này, có cả đầu đọc thẻ nhớ này, và có đài FM. Đài FM này thì có thể sử dụng để bắt mic không dây. Mọi người phải có đài FM ở cái mic máy này nhá thì mới sử dụng được mic không dây. Vì thế máy Sidu này rất là tiện lợi, vừa sử dụng được mic không dây và vừa sử dụng được mic có dây. Đây ạ, cái kết nối này, mọi người thấy không ạ? Và cái mic không dây thì sẽ tiện hơn là mọi người không phải đeo. Cái này là có cái que đeo này, thêm nữa là sẽ có thêm một cái dây hỗ trợ, đó là cắm mic với cắm loa này với lại máy tính hoặc là kết nối với iPad hoặc là điện thoại. Thì như thế là mọi người sẽ không phải mang loa đi nữa, coi như một cái loa cũng là rất là to luôn ạ, sử dụng cho phòng 60 người thoải mái luôn. Cái váy của mình này có tai rồi, mình sẽ bỏ lên luôn đây được đó mọi người thấy không. Nhưng mà ví dụ như là váy của ai hoặc là quần áo của ai không có đai ấy, hoặc là như quần gò không có đai ấy, thì nó lại có một cái dây hỗ trợ như thế này, dây hỗ trợ như thế này đó, thì mọi người có thể bỏ lên dây đó, mọi người có thể cài lên dây. Đây là đồ cái mic không dây thì nếu như thế này, à mic có dây thì như thế này thôi. Mic không dây rất đơn giản, mọi người bỏ ở đâu cũng gói được hết ạ, cách tự là 10 mét, ok luôn đó, thấy chưa ạ. Rồi mình có đai rồi nên mình bỏ ra nhé. Mọi người lưu ý này, khi mà bật lên, trước khi bật ấy thì hãy để xa mic và micro ra, không là nó rất là rè, khó nghe. Mình để bật cho mọi người nghe nhé, rất là to luôn. Như thế này mình sẽ không thể nói to. Alo, không phải nói to đấy mọi người đâu, mình nói rất là nhỏ, nó gần như là chỉ gọi là nhích miệng một chút xíu thôi là mọi người đã nghe thấy đâu. Mọi người thấy không ạ? Rất là to, rất là tiện lợi. Có thể sử dụng tại đây, mình để gần quá này, mình sử dụng để gần quá là đã không phải gần quá mà là mình sẽ để tránh xa cái mic ra một chút để nó không bị quá rè ra. Đấy, mình nói không, sử dụng rất là tiện luôn. Rồi, ok, đó, không phải cái tiện không ạ. Đấy, đây có thể sử dụng để dạy học này hay là để đi phiên dịch này, mọi người có thể chỉ cần nói nhỏ thôi, nói rất là nhỏ. Học sinh có thể nghe thấy với 45 học sinh trong một lớp 60 học sinh vào một lớp cần hết, không vấn đề gì hết. Mà thực sự là đối với một giáo viên thì nên có cái này để bảo vệ giọng của mình tốt, thì mình mới dạy được, cảm thấy rằng rất là cực luôn đấy. Nếu như mà không có cái này hỗ trợ rất là nhiều, mà ý nhất là mình dạy tiếng Anh thì nó khi mà nó rất là hay phải dùng loa, có lớp có loa, có lớp lại không có loa, nên là vấn đề mới mang cái này theo cực kỳ tiện luôn. Lớp nào không có loa ok, sử dụng được hết, không vấn đề gì hết. Mà chúng ta chỉ cần có loa là mình dạy nghe thôi nha. Em mình có thể dạy cho các bạn nghe nhé. Thì một bài hát đúng không nhỉ? Như thế này nhớ ra nào. Ví dụ như bài gì ta? Mưa trôi cả bầu trời nắng, chưa thêm những nỗi buồn thấm ướt người sầu môi đắng, vì đời mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ân nhì, tình cảm dần mưa thấm lâu em nào ngừng. Ok, đấy là về phần loa nhé. Ok, bây giờ mình giúp micro ra nhá. Người thấy khác không ạ? Người ạ?
Bây giờ là mình rút micro ra, mình sẽ chuyển sang chế độ FM này. Sâu in mô xị. Sâu in mô xị. Đây là kênh này. Ok, mình sẽ bật đến cái kênh mà nó có phát đài luôn nhá. Như kênh của đấy. Rất rõ đúng không ạ? Đài FM đấy ạ. Sử dụng đài FM rất rõ luôn. Kênh 90, kênh 102,7 rất là rõ mà mọi người có thể pause lại này, dừng lại. Mọi người phải có cái đài FM này nhá thì mới sử dụng được mic không dây. Nghĩa là cái studio này cực kỳ là dễ dàng sử dụng, dùng cho cả mic không dây và có dây luôn. Tiếp theo bây giờ mình chuyển sang chế độ nghe nhạc nhá. Mình sẽ chuyển sang chế độ nghe nhạc kết nối với máy tính. Đây mình sẽ kết nối luôn trực tiếp với đây ạ. Mình sẽ kết nối trực tiếp với lại iPad của mình luôn nhá. Mọi người nhìn này. Đấy, và trước khi để kết nối mà muốn nghe được đấy, mọi người phải chuyển sang chế độ AUX. AUX ở trên này. Nhìn thấy không? Đấy. Áp nhé. Mọi người có thể chỉnh chế độ to nhỏ ở chỗ này. Đó. Ok, stop. Giờ, đó. Mọi người thấy không? Rất là tiện lợi luôn. Sâu in mô xị. Rồi, mọi người chuyển sang chế độ mic này. Ngoài ra, đây ạ. Bây giờ mình sẽ tắt đi nhé. Ngoài ra, ở đây nó có chế độ cắm USB nè, cắm thẻ nhớ để ghi âm nè, rất là tốt ạ. Ok, giới thiệu với mọi người đã xong rồi. Bây giờ máy Nesibu này hiện tại bây giờ là máy không dây, à máy có dây mình bán 550 và máy không dây mình bán 650 nhá, có bảo hành nhá.